Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Thế Anh. Và ngày hôm nay thì bên salon lại tiếp tục về thêm một mẫu SUV 8 chỗ gầm cao đến từ chất lượng của Nhật, thương hiệu Toyota. Đó là mẫu xe Toyota Innova, xe được sản xuất năm 2009 quý vị nhé, trang bị động cơ là 2.0 bản số sàn. Tổng thành sơn xi của em nó là màu bạc này. Xinh nhan gương này. Và xe thì được trang bị dàn lốp với quý vị nhé, khe rãnh này, còn loanh quanh tầm khoảng 70-80% nữa, bộ mâm đúc đây. Xe mang tên tư nhân biển thủ đô quý vị này, 30E03417 nhá. Như vậy là mọi người ở trong hai khu vực thành phố lớn là khi chúng ta sở hữu xe thì không phải lo vào tiền biển thành phố mất 20 triệu đồng nữa, rất là tiện lợi. Thiết kế đầu xe đây, đèn pha đây, rất là sáng và đẹp luôn nhá. Mặt ca năng được mạ chrome. Một trong những mẫu SUV sở hữu chất lượng gần như tốt nhất phân khúc quý vị nhé. 8 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao, đi được trên mọi địa hình, khá là tiện lợi. Đây, hệ thống khung gầm em nó đây mọi người nhé. Khung gầm sắt xi thì không mục ngoặt mọi người này. Đó, không mục ngoặt chỗ nào nhé. Về nội thất đây, táp lô táp ly này, táp lô đây, màn hình này, khóa khiển này, ghế bọc da này, màu kem này, ghế 3D rất là đẹp luôn, rất là mới mọi người nhá. Trần cũng vậy này, ba dàn điều hòa, sản xuất năm 2009 và với giá thành bên Thế Anh đang chào bán cực sốc luôn quý vị nhé. Cam kết cho quý vị là giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Ở chiếc xe là keo chỉ thì hơi lôm nhôm một chút rồi, không còn zin về phần keo chỉ nữa. Nhưng mà về tai nạn nặng thì bên em cam kết là không có nhé. Tai nạn nặng ngập nước thì bên em cam kết cho quý vị là không có tai nạn nặng không ngập nước. Đây, nội thất đây rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Hàng ghế thứ hai đây, quá là rộng rãi này. Một mẫu xe chất lượng, bền bỉ, rất là lành xe, chạy không ai hỏng vặt. Và đặc biệt là trong những mẫu SUV thì gần như là mẫu xe Toyota Innova là một trong những mẫu xe rất là kinh tế nhé, tiết kiệm nhiên liệu số 1 phân khúc luôn. Đây các chi tiết của xe nhé mọi người nhé, rất là đẹp luôn, rất là tươi. Sản xuất năm 2009 này. Đấy, quý vị mà quan tâm đến mẫu xe này thì cứ liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354 152 888 và địa chỉ để xem xe trực tiếp, đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc nhé, tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu muốn mua hay là bán thì cứ liên hệ cho em nhé. Đây các chi tiết đồ nhựa nội thất đây, một chiếc xe còn khá là đẹp luôn, rất là sạch sẽ. Đây phần khoang để đồ ấy mọi người nhé, một chiếc xe là không lỗi. Đuôi gió này, tổng thành sơn xi, thân vỏ của em nó thì không một vết chày xước luôn, khá là đẹp. Dàn lốp này mọi người chạy vài năm thì không phải lăn tăn gì rồi. Cái bộ mâm này, bộ mâm rất là đẹp luôn. 8 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao, với giá thành bên Thế Anh đang chào bán là 190 triệu đồng. Chưa đầy 200 triệu đồng mà chúng ta đã sở hữu một mẫu xe Innova 2009 rồi. Giá bao rẻ cho bà con. Hay mọi người có nhu cầu tìm chọn xe để phục vụ gia đình hay là chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập thì rất là ok đối với dòng Toyota Innova này. Thì liên hệ cho Thế Anh nhé, theo số điện thoại 0354 152 888. Đấy, cam kết cho quý vị là xe không có lỗi. Đây, gương kính chỉnh điện này, vô lăng 4 chấu này, táp lô đây, không một vết xước sát luôn, rất là tươi. $190 triệu luôn mà chúng ta đã sở hữu được chiếc Innova sản xuất năm 2009 rồi, xe lên form mới quý vị nhé, xe lên được lên form mới rồi. Riêng máy số của chiếc xe này thì gần như chúng ta không phải bàn nhé,
thực chất luôn quý vị này. Máy nổ rất là êm, không rung giật một chút nào. Và đặc biệt là rất là khô ráo nhé, không chảy dầu mỡ, không hơi thừa. Nổ rất là êm luôn, rất là khô ráo. Một chiếc xe máy số đại chất luôn, chỉ với 190 triệu đồng thôi. Đấy, bà con có nhu cầu thì nhanh tay điện thoại cho Thế Anh theo số điện thoại 0354 152888 nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của em. Cả nhà vừa mới xem được video lần đầu tiên của em thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật tất cả những mẫu xe bên em mới về bên cửa hàng nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé.